ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên này Đức Giảng Sư, giờ này các bạn sinh viên đã an trú trong chánh niệm, một lòng hướng về đại Đức Giảng Sư. Giờ này chúng con thành kính cung thịnh đại Đức Giảng Sư, hoan hỷ từ bi chia sẻ cho chúng con những lời Phật dạy. Chúng con cái thành kính cung thịnh đại Đức Giảng Sư. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính lạy trên Đức Thế Tôn, kính thưa kính bạch thượng tọa trụ trì và tăng đoàn của chùa Hoằng Pháp, kính thưa tất cả các bạn sinh viên đang tham dự khóa tu sinh viên hướng về Phật pháp ngày hôm nay tại đây chùa Hoằng Pháp này. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 18 tháng 11 năm 2018. Đã nhiều năm rồi, trong ước mơ của thầy được về nơi giảng đường này để cùng chia sẻ Phật pháp, những điều tâm huyết của một người tu sĩ trẻ đối với những người mà thầy nghĩ là thầy sẽ có duyên. Và hôm nay quả thực là cây cay đắng đã ra mùa quả ngọt, người cay đắng đã chia phần hạnh phúc. Thầy có đủ duyên lần về đây để cùng chia sẻ với các bạn. Lời đầu tiên, cho phép con được đê đầu đảnh lễ thượng tọa trụ trì và tăng đoàn chùa Hoằng Pháp đã tạo cho con duyên lần tối tháng này. Lời kế tiếp, xin chào đón tất cả các bạn đã có mặt với nhau trong tình huynh đệ trong buổi sáng đẹp trời ngày hôm nay. Kính thưa các bạn, chỉ còn 2 ngày nữa thôi, chúng ta sẽ cùng nhau đi thăm thầy cô như mấy chục năm nay chúng ta vẫn từng. Ngày 20 tháng 11, chúng ta từ khi là một chú bé, cô bé, chúng ta vẫn thường nhớ đến công ơn thầy cô. Và do vậy, ngày hôm nay chỉ còn 2 ngày nữa, cho nên đề tài mà thầy muốn gửi đến các bạn là những chuyến đò ngang. Xin các bạn lắng lòng để nghe. Lúc nãy, trước khi vào buổi pháp thoại, chúng ta có nghe bài hát Phật giáo Việt Nam với cái giai điệu trầm hùng và sâu lắng. Không biết các bạn thì sao? Bản thân thầy ngồi đây đứng trên này mà nghe bài hát đó, cảm thấy như mạch máu nó chạy rần rần ở trong người. Ta hiểu rằng để có được bài hát đó đã có rất nhiều người đã hy sinh, rất nhiều người đã ngã xuống. Có những người là anh hùng liệt sĩ, có những vị hòa thượng, có những vị thánh tử đạo đã quyên mình hy sinh để cho đạo pháp được thống nhất, để rồi Phật giáo Việt Nam thực sự là thống nhất Bắc Nam Trung từ đây là như thế. Và ở một khía cạnh nào đó, giữa cuộc đời này khi ta cất bước chân đi, mỗi ngày ta sống, mỗi ngày ta thụ hưởng ân nghĩa của đất trời, của cuộc đời này, ta đã và đang mang ơn, đã và đang thọ nhận rất rất nhiều cái ơn nghĩa của cuộc đời. Ngày xưa khi thầy là một chú bé học cấp 2, thầy rất là dốt môn văn. Ấy vậy mà thầy lại rất là thích cái bài thơ này. Bài thơ có tên là Bài Học. Trời mưa đường vắng thầy đến lớp, một chuyến đò ngang bóng chao nghiêng, những đôi mắt tròn xoe ngóng đợi, tiếng reo hò ấm áp cả trường xưa. Cửa trống gió lùa mưa tạt, mái thủng bàn em dột ướt rồi, xích lại gần nhau bên chút nữa, bài học này không chữ các em ơi. Bài học đó, bài học không chữ đó, chính là bài học của ân tình, bài học của lòng biết ơn, sự nhớ ơn và nỗ lực để đền ơn những cái ân đức trong cuộc đời này mà chúng ta may mắn thọ nhận.
Từ khi ta sinh ra, cha mẹ đã đem ta vào cuộc đời này. Cho nên cha mẹ ta, tổ tiên ta là một con đò lớn, một con đò ngang chở ta từ không mà thành có. Khi ta bước chân vào cuộc đời này, thầy cô dạy dỗ uốn rèn ta, cho ta con chữ, cho ta đạo đức, cho ta kiến thức. Do vậy thầy cô trong cuộc đời này cũng là một con đò lớn đưa ta qua sông đến những cái bến bờ của tri thức. Rồi khi ta lớn lên giữa cuộc đời, ta sẽ gặp gỡ vô số những nhân duyên, trong đó có những người thầy tâm linh dạy dỗ ta, uốn rèn ta, đưa ta về với thánh đạo, biết được đâu là nhân quả, đâu là thiện ác, giúp ta xa rời những nơi khổ đau hầm hố, đưa ta về những nơi sáng sủa thân lương. Ấy thế, những bậc thầy tâm linh trong cuộc đời cũng là những con thuyền lớn đưa ta qua bến bờ của thân lương mát mẻ. Và hơn hết nữa, giữa cuộc đời trùng trùng ân nặng này, có bao nhiêu người ta thọ ơn, đó cũng là một con đò lớn. Do vậy, những con đò lớn mà thầy, những con đò ngang mà thầy muốn nói với các bạn hôm nay, đó là con đò của cha mẹ, con đò của thầy cô, con đò của bậc thầy tâm linh, và con đò của tất cả những nhân duyên trùng trùng ơn nặng trong cuộc đời này. Khi mà thầy chắp bút để chuẩn bị ý tưởng cho buổi nói chuyện hôm nay, thì thầy đã viết lên hai câu thơ: đời là những chuyến đò ngang, thầy cầm bánh lái đưa con qua bờ. Ở trong kinh Tâm Địa Quán, Đức Phật dạy như thế này: đối với con cái, cha mẹ chính là biểu tượng của từ bi. Chỉ riêng ơn của mẹ, Như Lai nói trọn một đời này cũng không nói hết, không hình dung được. Mẹ mà thương con là thương từ lúc mà con chưa thành hình thân thể con người. Cái khổ mang thai mà mẹ phải chịu thì miệng con người không đủ để nói. Cái khổ sinh sản mà mẹ phải chịu thì như bị ngàn vạn mũi nhọn nhất tề đâm vào mộ xẻ tâm can. Tưởng như khó thể sống được với con, thế mà chỉ cần nghe được tiếng khóc đầu đời của con phát ra thì như tiếng nhạc du dương vực mẹ tỉnh lại sau bao nhiêu đau đớn. Tưởng như khó thể sống được với con, thế rồi bụng mẹ là nệm ấm êm, ngực mẹ là nguồn sữa ngọt cam lồ. Mẹ thương con thương đều, càng xấu lại càng thương. Con mà bị khuyết tật thì mẹ càng xót xa. Cao như núi cao, tình cha tình mẹ còn cao hơn. Dày như đất dày, tình cha tình mẹ còn dày hơn. Như vậy, cái ơn đầu tiên, chuyến đò đầu tiên đưa ta từ không mà thành có, đưa ta đến với cuộc đời này, chính là sự ban ơn, cái ơn ban tặng sự sống của cha và mẹ ta. Sinh ta ra giữa đời rồi đâu phải chỉ thả cho ta lăn lóc tự sinh diệt cho cuộc đời đâu. Để rồi bụng mẹ là nềm ấm êm, ngực mẹ là nguồn sữa ngọt cam lồ. Những ai sau này các bạn lớn lên làm cha làm mẹ mà ta không may con cái của ta, hoặc ta chứng kiến những người hàng xóm sinh ra những người con tật nguyền, ta mới hiểu được cái tình của người cha người mẹ nó lớn như thế nào. Sinh ra một đứa con mà đẹp như thiên thần thì cần gì phải nói, mặc nhiên là ta thương rồi. Nhưng sinh ra một đứa mà nó lè oặt, nó đuôi què mẹ sứt, thậm chí nó còn bị vấn đề về thần kinh, những người cha người mẹ đó sẽ thương con suốt đời, mà sợ rằng đến lúc mình chết không ai lo cho con mình. Cái chuyến đò đó, chuyến đò đầu tiên đó, và sẽ là chuyến đò mà đưa ta đến hết cuộc đời này. Đến lúc chuyến đò ta đang lân đân giữa biển khơi thì cái người chèo đò sẽ vẫy tay chào, cha mẹ ta sẽ vịnh biệt ta. Con cho nên cái con đò thứ nhất mà thầy nói, con đò cha mẹ đó, là con đò mang tặng ta sự sống, đưa ta đến với cuộc đời.
là con đò dạy dỗ uốn rèn ta, dạy cho ta học chữ học nghề, lo cho ta từng miếng cơm manh áo, và hơn hết là con đò nó chịu nặng ân tình. Ở bên châu Âu nó có một cái cây, cây đó thì không có nhớ tên tiếng Anh, mà người ta hay nói là cây cha mẹ. Nó lạ lắm, đến cái mùa nở hoa thì tất cả lá nó rụng xuống hết, không còn chiếc lá nào, chỉ còn cần trơ trọi cho những bông hoa nó vươn lên, nó tỏa hương thơm ngát. Người ta hỏi cái lá nó đi đâu? Lá nó rơi xuống, nó nhường tất cả sự sống, nó trút hết sự sống cho hoa. Và những bông hoa đó như những người con vậy. Cái cây đó gọi là cây cha mẹ. Các bạn về lên mạng gõ cây cha mẹ, parents tree, chắc là có. Thứ hai, con đò thứ hai mà thầy muốn nói với quý vị, đó là những người thầy, người cô trong cuộc đời này. Thông thường đó, từ xưa giờ, ngày 20 tháng 11 thì ta chỉ thường nói đến thầy cô dạy cho ta chữ nghĩa mà thôi. Đố ai mà đếm được lá rừng, đúng không? Đố ai đếm được mấy tầng trời cao? Đố ai đếm được công lao? Đố ai đếm được bao la của ân đức những người thầy, người cô? Mở ngoặc là ngoại trừ những người thầy cô mà bạo hành học sinh thì không kể. Cuộc đời khi nào cũng có. Ta đang nói cái chung. Kinh thi ở trong đạo Khổng ấy, Kinh thi nói rằng là sinh con ra giữa cuộc đời là cha mẹ, cho con thân hình này là cha mẹ, nhưng mà mang cho con kiến thức đạo đức để làm con người giữa cuộc đời là thầy cô. Không có thầy cô khó để ta lớn lên trở thành người hữu ích cho xã hội. Đời nào cũng vậy, chữ thầy luôn luôn được đặt ở một vị trí quan trọng, mở ngoặc cho dù là thầy bói, cho dù là thầy địa lý, thầy giáo, thầy tu, thầy gì cũng vậy. Đừng quên Việt Nam ta một thời gian dài, người vợ phải gọi chồng là thầy, thay cho con mình để gọi cha là thầy. Cho nên người ta mới nói nhất tự vi sư, bản tự vi sư là vậy. Thầy cô Văn Chương Mạnh Thường nói rằng là thầy cô là những người chèo đò thầm lặng đưa người qua sông. Ngày xưa thầy còn học sinh đó, thầy rất là hoang. Thầy học khá là giỏi nhưng mà thầy rất là lì. Cấp 1, cấp 2 thầy học học sinh giỏi, được làm lớp trưởng, được làm liên đội trưởng của trường. Nhưng mà thầy rất là ngang bướng và thường xuyên cãi lại thầy cô. Có một lần đó thầy đã xúc lợi xúc phạm một người thầy, một người cô của mình, đến nỗi mà thầy phải bị đưa lên kỷ luật trước toàn trường. Và một năm sau thì thầy đi tu. Tuổi thơ của thầy dữ dội thật đấy, chứ không phải. Nó có những cái bước biến thiên. Khi thì rất là hiền, học rất giỏi, và là lớp 8 đã từng, lớp 7 đã từng đi thi học sinh thanh lịch giống như hoa hậu ấy. Mỗi lớp là một nam một nữ ưu tú nhất được tuyển chọn và tham dự cuộc thi học sinh thanh lịch của trường. Nhưng mà năm sau thì thầy là bị kỷ luật trước toàn trường. Năm sau nữa thì thầy từ giảm mọi người để đi tu. Xét về con đường tu cũng vậy. Từ khi thầy là một chú bé chưa học mẫu giáo thì thầy đã có một cái niềm tin vào Phật pháp. Mẹ thầy xin cái áo tràng lam của ai đó xẻ nhỏ may cho thầy là một chú nhỏ còn con mang cái áo tràng tụng kinh gõ mọ, chưa đi học nhưng mà thuộc 2, 3, 7, 7, 8. Về chùa không có chơi với những đứa ngang hàng ngang lứa với mình đâu, ngồi với các ông già cầm cái mọ nhỏ gõ tụng kinh rất là ngon lành. Đùng một thời gian đến lớp 7, lớp 8, lớp 9 thầy rất là ghét chùa, không đến chùa, cho dù mình đã từng là gia đình Phật tử áo lam. Nhưng rồi sau một biến cố, sau khi nghe một bài giảng một vị hòa thượng, thực sự mình bừng tỉnh và mình đi tu. Ý thầy nói rằng cuộc đời này cũng vậy, giống như con thuyền đi giữa dòng sông vậy, có lúc nó chao đảo bởi những con sóng, nhưng rồi nó sẽ đi theo cái hướng
mà dường như cuộc đời đã set up sẵn cho nó. Chúng ta cũng vậy. Trong cái ngày 20 tháng 11 năm vừa rồi, các bạn học sinh cũ của thầy đã làm một cái lễ tri ân thầy cô và nhờ thầy viết một cái bài để nói lên lời tri ân thầy cô trong ngày 20 tháng 11. Và thầy đã viết cái bài đó ngắn như thế này. Hôm nay tất cả chúng ta cùng nhau có mặt ở đây không phải là thầy giảng, mà chúng ta cùng nhau có mặt và chia sẻ với nhau. Thầy và các bạn đều đã và đang và sẽ có những người thầy, người cô trong cuộc đời. Ta sẽ cùng nhau hướng tâm về những người thầy, người cô đó để nói lên lời tri ân đối với họ. Bài viết của thầy: lời cảm ơn các thầy cô giáo trong ngày 20 tháng 11. Kính thưa các thầy, các cô, những người đã trực tiếp hay gián tiếp dạy dỗ em, có những người chưa từng dạy em, truyền trao cho em bao nhiêu kiến thức, đạo đức để từ ngày em bắt đầu tiếng bi bô cho đến tận những ngày hôm nay. Hai ngày nữa là đến ngày 20 tháng 11, ngày tôn vinh những người thầy kính mến, cả cuộc đời gắn bó với sự nghiệp đưa đò mà chưa một lần mong chờ đền đáp. Từng lứa học trò đi qua như những người khách sang sông, tung tăng trên muôn dặm đường sự nghiệp. Có mấy ai nhớ lại hình bóng người phu thuyền năm xưa, không ngại gió mưa đưa người qua sông vắng, đang mỗi ngày thêm già nua khắc khoải. Thưa thầy, thưa cô, ngày ấy chúng em khờ dại quá, được sống trong vòng tay che chở và dạy dỗ của những người thầy, người cô vĩ đại, đắm mình trong hơi ấm của những tâm hồn trác tuyệt thân cao, mà chúng em vẫn mãi hoài ương ngạnh, la cà trốn học, có khi nhảy cửa sổ đi chơi, oán trách dỗi hờn, để rồi một khi rời xa mái trường xưa ấy, xa khỏi vòng tay che chở nâng niu của thầy của cô, mới chợt nhận ra là đã quá muộn màng. 33 năm trôi qua, thầy 33 tuổi. Một khoảng thời gian không quá dài cho một kiếp người, nhưng không hề ngắn để trưởng thành và khôn lớn. Những đứa học trò ngỗ nghịch năm nào giờ cũng đã lớn khôn, nhiều người đã thành đạt trên con đường công dân sự nghiệp, nhiều bạn đã có gia đình, có những thiên thần bé bỏng, và rất nhiều bạn cũng tiếp tục con đường cao cả mà các thầy, các cô đã bước chân đi. Hôm nay nhân ngày của các thầy cô, em và tất cả các bạn ở nơi chỗ Hoàng Pháp này muốn nói lên những lời cảm ơn chân thành nhất đối với những bậc ân nhân vĩ đại mà bấy lâu vẫn chôn giấu trong lòng, suốt bao năm chưa một lần dám nói. Chúng em càng lớn khôn, càng trưởng thành và va chạm với cuộc sống, mới càng thấu hiểu những hy sinh cao cả, những tâm hồn vị tha của những người thầy, người cô mà chúng em đã một thời được dạy dỗ uốn rèn. Văn chương vẫn thường ví von, người thầy vẫn cứ lặng lẽ đi về dưới mưa, giọt mồ hôi vẫn mãi trôi hoài theo năm tháng, và thầy cô vẫn là những người phu thuyền nhẫn nại, chèo con đò trong chân đưa bao thế hệ học trò đến bờ khôn lớn, trưởng thành, hết lớp này rồi đến lớp khác, không một lời oán thán trách than, không một niềm hy vọng báo đền, chỉ lo học trò mình sa ngã, chỉ biết mong sao những đứa con thơ được trưởng thành sung sướng. Kết thúc đoạn 1 nói về thầy cô dạy học. Có thể các bạn ngồi đây viết văn sẽ hay hơn thầy, có thể sẽ có những bạn ngồi đây đọc sẽ hay hơn thầy, nhưng mà tất cả chúng ta đã cùng nhau vận hết lòng thần để nói lên lời cảm ơn với các thầy, các cô. Bông hoa là thay cho lời muốn nói. Ta mua hoa tặng thầy cô cũng tốt, nhưng nhiều thầy cô nói nhỏ với thầy: sau ngày 20 tháng 11 mang hoa đi đổ cực quá thầy ơi. Kính thưa các bạn, thầy đã nói với các bạn hai con thuyền đưa ta đến với cuộc đời này. Hai con thuyền mà ta đã và đang tiên trợ mình, đó là con thuyền của cha mẹ,
ban cho ta sự sống, đưa ta, nâng ta lên giữa cuộc đời trong chân. Và con đò thứ hai, thầy cô giáo, người thầy người cô tâm linh ấy, mới là quan trọng. Và đây là con thuyền thứ ba, con thuyền tâm linh, những người thầy cô tâm linh trong cuộc đời này. Nếu như ở ngoài đời, thầy cô ở ngoài đời thì nói rằng nhất tự vi sư, bán tự vi sư, tức là một chữ cũng của thầy, nửa chữ cũng của thầy. Thì khi vào trong đạo, ta có một câu hay hơn, đó là ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ơn sư muôn kiếp khó đáp đền. Nghe câu này nhiều người không hiểu, sao mà dữ dằn quá vậy? Ta sẽ thế nào giữa cuộc đời này nếu như ta không có bậc thầy tâm linh? Đức Phật dạy rằng trong muôn kiếp luân hồi, tất cả chúng ta đã từng trôi lăn như những con thuyền lân đân ngoài biển khơi sinh tử. Tất cả chúng ta đã và đang như những cánh lục bình trôi vô định. Hôm nay tấp bờ này, ngày mai tấp bờ kia. Hôm nay lên thiên đường, ngày mai xuống địa ngục. Và cứ mãi hoài như thế, Cho đến một ngày ta nhìn thấy được ngọn hải đăng, ta set up cái bản đồ, ta trở về nương tựa với Phật, ta nhận những lời Phật dạy làm thầy, ta nhận tăng đoàn những người tu học theo Phật làm thầy. Thế là trên cái con thuyền của ta, dù có bão táp phong ba, dù có dạt bờ đông bờ tây chăng nữa, nhưng ta biết được ta sẽ về hướng nào. Khi bình an, khi không còn sóng giông tố, con thuyền ta sẽ nhắm về hướng nào? Có những người rất giàu có trong cuộc đời này, nhưng họ đau khổ bởi vì họ không biết họ cần phải làm gì. Và sau một đời họ sống, tiền tài vật chất sẽ đi về đâu? Ai sẽ là người nắm giữ? Thầy xin kể một câu chuyện ngắn như thế này để các bạn nghe, để thấy được rằng bậc thầy tâm linh trong cuộc đời nó quan trọng như thế nào. Trong cái truyền cổ Phật giáo có kể một câu chuyện. Câu chuyện đó mang tên mất ba kiếp luân hồi để chỉ để hiểu được ý nghĩa của cuộc đời. Có một cái cô công chúa đó đã ngàn năm rồi tu hành trên cõi Phật làm cái hoa bồ đề. Và một lần đó chỉ vì nhìn thấy một chàng tráng sĩ cưỡi ngựa đuổi theo một cái kiệu hồng, mà nhìn thấy đẹp quá và rung động quá, cuối cùng là hồn siêu phất lạc lên gặp Phật, nói Phật ơi, cho con được một lần đuổi theo ái tình trong cuộc đời. Bởi vì con thèm được giàu sang, con thèm được sắc đẹp, con thèm được hạnh phúc. Phật nói thôi được, biết là nhân duyên phải chấp nhận cho cái cô nàng này phải lăn lộn ba kiếp luân hồi mới trao cho ba bức thư. Ta sẽ cho ngươi ba kiếp luân hồi để hiểu rõ được cuộc đời nó đắng cay thế nào và sự cần thiết của việc nương theo bậc thầy tâm linh như thế nào. Cô Tam vui mừng cầm ba bức thư của Phật Tổ Như Lai và bắt đầu đi vào hành trình của dòng sinh tử luân hồi mà ta thường nghe là mệt mỏi. Kiếp sống thứ nhất, mở bức thư ra, Đức Phật ghi tài, tức là giàu, mà giàu thật. Cô ta được sinh ra trong một gia đình 10 đời làm quan, cực kỳ giàu có. Người rất là nhiều người đứng xa nhìn cô đầy ước vọng. Cô đi trên những chiếc xe Camry, BMW. Và các bạn biết không, rất là giàu có, tiền bạc không thiếu, thẻ ngân hàng cả lốc, không làm gì hết. Ấy vậy mà cô ta đem lòng yêu thương, đem lòng yêu thương một người mà người đó chẳng hề yêu thương cô. Cuối cùng vì cái sức ép của hai họ hẹn hò nhau, vì cái sức ép của vua quan, cuối cùng anh chàng đó phải chấp nhận cưới cô này. Cưới về rồi, trong đêm tân hôn đầy mơ ước, cô này tưởng rằng là mình sẽ được chàng vén khăn âu yếm. Anh chàng nói một câu lạnh băng là xin lỗi cô, tôi không có yêu cô.
Bởi vì tôi lỡ yêu cái cô A Hoàn của mình, cô người hầu của mình. Cô đó không có biết chữ nghĩa, không giàu có, nhưng một đời lo lắng cho tôi. Lo lắng cho anh chàng này còn hơn bản thân mình. Và vì không biết chữ mà chỉ cần nghe anh chàng này đọc sách riết rồi thuộc thiên kinh vạn quyển, chỉ cho anh chàng cách để tránh khỏi những nguy hiểm trong cuộc đời. Cô này cô suy sụp và cô chết, mạng sống luân hồi thứ nhất trôi qua. Tài sản giàu có là vậy, không thể đem đến hạnh phúc cho cô. Rồi trong kiếp sống luân hồi thứ hai, cô hồi hộp mở bức thư thứ hai. Rồi khi mở, cô nghĩ rằng đúng là phụ nữ cũng cần phải giàu lắm đâu, cần phải thông minh thì may ra mới có thể giữ được người mình thương. Và Phật như thế hiểu lòng của cô, mở bức thư thứ hai, Đức Phật cho chữ trí. À, thông minh lắm, từ nhỏ là giỏi lắm, thi Olympic toán quốc tế, à, cực giỏi, rất là giỏi, văn chương rất giỏi. Và một ngày đó trong một lần đi thi thì gặp một anh chàng và yêu, bắt đầu đem lòng thương thầm nhớ trộm anh ta. Cô nàng này đó, cô giỏi lắm nhưng mà cô không có đẹp. Bên cạnh cô có một cô bạn gái ngơ ngơ tồ tồ nhưng mà dễ thương, rất là ngây thơ, và ai nhìn cô cũng trầm trồ. Nhưng không phải khen cô mà khen cái cô bạn gái đi bên cạnh, sao mà dễ thương, sao mà nai tơ quá vậy. Và các bạn biết không, cái anh chàng đó, anh cũng rất là thân thiết với cô này. Và cô nghĩ rằng chắc là anh đó thích mình. 3 năm đợi chờ không nói, cho đến ngày anh đã đi du học. Trước khi đi mới hẹn cô này. Hai người ngồi với nhau ở bên ghế đá công viên trải ra đường phố. Và khi đó trời mưa phùn phùn, anh này nói trong run rẩy, cầm lá thư: em biết không, 3 năm rồi anh giữ điều này trong lòng mà không dám nói. Bây giờ trước lúc đi xa, anh nghĩ rằng nếu anh không nói thì anh sẽ hối hận cả đời. Cô này cô nghe tim mình đập thình thịch thế này, cứ chỉ có chờ phút giây đó thôi, nước mắt như gần muốn tuôn trào. Đến phút cuối anh chốt một câu: thực ra anh rất là thích cái cô bạn của em, nhưng mà anh không đủ tự tin để nói. Bây giờ anh gửi lá thư này nhờ em đưa lại giúp cho anh. Xong, cô này đi về và cô cảm thấy thận thận thờ thờ. Tại sao? Tại sao lại cô ấy? Question mark, không phải là mình. Cuộc sống luân hồi kiếp thứ hai của cô cũng rất là ngắn ngủi, sững sững sờ sờ như vậy. Và vô tình một chiếc xe chạy ngang qua tông cô một cái, cô chết. Hai kiếp luân hồi trôi qua, kiếp thứ nhất tài, kiếp thứ hai trí, đều không thể đem đến cho cô hạnh phúc mà ngập tràn thất vọng và khổ đau. Còn kiếp thứ ba, cô nóng lòng cô nói: đúng rồi đó, làm phụ nữ không cần phải giàu, cũng cần phải giỏi lắm đâu, chỉ cần phải đẹp, à, phải đẹp mới được. Và cô nghĩ rằng bây giờ ta chỉ mong được sắc đẹp thôi, sắc đẹp sẽ làm nghiêng nước nghiêng thần. Và cô mở cái bức thư thứ ba của Phật tổ, dường như Phật lắng nghe cô, hoặc là Phật có gắn camera theo dõi. Lá thư đó mở ra chữ sắc. Và kiếp luân hồi thứ ba cô sinh ra, cô đẹp như một thiên thần. Từ nhỏ ai nhìn cũng mê đắm, ai cũng muốn ôm ấp, ai cũng muốn nâng niu. Đẹp lắm, đẹp hơn hoa hậu bây giờ. Cô lớn lên, cho dù bao nhiêu người đứng từ xa cứ nhìn cô ngượng vọng, nhưng cô chỉ mong muốn làm một cái cây hoa bên đường để đón ánh bình minh của đời mình. Người phụ nữ nào cũng thế, đa phần là thế. 10 người gặp thầy nói: thầy ơi, thầy coi bói cho con. Thì 9 người rưỡi là hỏi: thầy nói gì thì nói, hỏi thế đường tình duyên con sao thầy? Có phải không các bạn? Cho dù có những người chỉ lấy chồng có 1 năm mà xong rồi thôi, sống độc thân, nhưng tất cả 99% phụ nữ, con người nói chung và phụ nữ nói riêng trong đời này, cứ lo lắng cái chuyện tình duyên. Nói sự nghiệp, nói công danh cho nhiều, thế tình duyên sao? Cô này cũng vậy, mong chờ cái ánh bình minh của đời mình. Và người đó không ai xa lạ là anh chàng hàng xóm, kỹ sư du học 10 năm ở nước ngoài về, đẹp trai, phong độ, hào hoa,
rất là đẹp trai. Hai người vô tình chạm nhau trên đường và tâm hồn cô dường như tim đã rơi khỏi lồng ngực. Từ đó cô ngày đêm nhớ trộm thương thầm mà không thể mở lời tỏ tình ân ấy. 3 năm trôi qua ân tình không dám tỏ. Cũng 3 năm. Và thế là một ngày đạt trời, anh chàng đó đã tỏ tình với cô. Wow. Nhưng mà nó lạ lắm, chọn đúng ngày rằm tháng 7, mua một bó hoa phượng để tặng người yêu, nói lời tỏ tình. Nhưng mà cô ta cảm thấy hạnh phúc quá. Trời ơi, 3 năm đợi chờ, 3 năm mong ước, giờ đã thành hiện thực rồi sao? Hai người đã định ngày cưới là một ngày rằm tháng 8, ngày thiếu nhi, thì hai người sẽ cưới nhau. Tuy nhiên cuộc đời mà cho ai cái gì dễ dàng quá thì cuộc đời sẽ lấy lại của họ cũng dễ dàng như vậy. Con người ta sẽ ngọt ngào đắm say trong men tình chừng nào thì sẽ khổ đau quằn quại trong khổ đau của men tình chừng đó. Một tuần trước ngày lên xe hoa, cô ngậm ngùi bước lên xe tang. Cô nhận tin rằng chồng mình đã bị tai nạn và chết ngay trên công trường lớn. Cô trở thành quả phụ khi chưa một ngày làm vợ, đau khổ tột cùng. Và cô đã trong giấc mơ mê man nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy mà mê man. Mê man và cô đi xuống dưới âm phủ, gặp cái bà gọi là bà Mệnh Bà, là cái người mà tương truyền rằng hay cho linh hồn uống cái bát canh vong tình để lên cầu nại hà, tiếp tục cái con đường luân hồi vạn kiếp. Gặp bà đứng đó, bà đang cầm điếu thuốc phì phèo, thì cô mới nói: Mệnh Bà ơi, Mệnh Bà có thấy chồng sắp cưới của con đi ngang qua đây không? Bà quay lại bà nói: có thầy, mới đi ngang qua đó. Thì cô này cô mới nói: nếu như mà chồng sắp cưới của con chưa kịp uống bát cơm vong tình để quên hết ký ức thì xin Mệnh Bà hãy từ bi cho con gặp chồng con lần cuối. Bà nói: sao mà lụy tình quá vậy con, tình đến như mây bay mà tình đi thì như gió thổi, cuộc đời là thế mà. Nhưng mà cô này cô quỳ xuống năn nỉ: ý ôi, để có hối lộ không? Cái bà này bà cũng thương xót, bà thấy được để gọi anh chàng ra cho gặp. Anh chàng bước ra và cũng gương mặt đó, cũng thân tao sáng sủa đẹp trai manly đó, mà mặt lệnh tinh à. Anh đã nói một câu không thèm nhìn cô: tôi đã 3 kiếp trả nợ cho cô rồi đó. Ngày xưa vì tôi cưỡi ngựa đi ngang qua cây bồ đề mà cô đã nhìn tôi mà hồn siêu phất lạc, giờ tôi đã trả nợ 3 kiếp ân tình cho cô. Cái cô bạn gái Vân Nhi của tôi đang chờ tôi 3 kiếp rồi, tôi phải đi tìm cô ấy, sao còn theo tôi xuống địa ngục làm chi nữa. Nói xong uống bát canh và bỏ đi. Cô nàng cảm thấy: tại sao thế này, tiền tài. Tiền tài ta có cũng không hạnh phúc, cái trí tuệ có cũng không hạnh phúc, sắc đẹp lồng lẫy cũng không hạnh phúc. Và đi về thất thiệu gặp Phật, nói: Phật ơi, con thất bại rồi Phật ơi. Một kiếp, 3 kiếp luân hồi của con gánh lấy khổ đau tai ương trùng trùng muôn kiếp. Đức Phật mới nói cái chuyện này đó, có trên mạng các vị ạ. Đức Phật nói ở đời con đã có duyên đi trên con đường tâm linh thì hãy nương theo bậc thầy tâm linh, đừng có đuổi theo chuyện đó làm chi. Người ta ở đời nó có số có má rồi, có duyên có phận rồi, đừng có bon chen làm chi con. Và sau đó cô nàng đã trở về làm cái hoa bồ đề tiếp tục tu tập. Thầy kể câu chuyện này dông dài làm chi vậy, để thầy nói rằng giữa cuộc đời này nếu như ta không có bậc thầy tâm linh dẫn dắt thì ta sẽ như cô nàng kia, lân lân mãi hoài muôn kiếp, hết khổ đau này đến khổ đau kia, hết kiếp này đến kiếp khác, như những con thuyền lân lân như vậy,
như những cánh bèo cứ trôi như vậy, không biết đến bao giờ mới thấy được bến bờ hạnh phúc. Và do vậy bậc thầy tâm linh trong cuộc đời này vô cùng quan trọng với ta. Bậc thầy tâm linh đó là Đức Phật, là các vị tổ sư tiền bối, là thầy ta, người đã truyền trao cho ta quy y Tam Bảo để ta chính thức trở thành Phật tử. Trong cái bài ca ngợi Đức Phật thì có cái câu là Phật là đấng giác ngộ mình, độ người thoát khỏi tự sinh bao đời, từ bi trí tuệ tuyệt vời, là thầy mô phạm trời người xưa nay. Đức Phật là thế. Các vị biết Đức Phật đúng không ạ? Có ai chưa biết Đức Phật không? Giơ tay thầy coi. Giơ cho cao. Thầy phỏng vấn đó nha. Ta biết về Đức Phật, ta biết về giáo pháp của Phật là những phương thuốc hay giúp cho ta thoát khỏi những khổ đau trong cuộc đời. Ta biết về tăng, biết về những cái bậc thầy đã từ bỏ gia đình, từ bỏ xóm làng. Thầy đang nói về cái bậc thầy tâm linh trong cuộc đời này: Đức Phật, giáo pháp của Phật và chư tăng. Đó là nói chung. Ta quy y tăng là quy y tất cả các ông thầy, các sư cô trên cuộc đời này đã bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ mẹ, bỏ cha, khước từ hạnh phúc của cá nhân để sống một đời như thế. Bước vào cửa đạo để làm chi vậy? Để từng ngày nỗ lực tu học hay những lời Phật dạy, để có đủ kiến thức và kinh nghiệm để truyền trao cho ta. Nhưng mà hôm nay thầy muốn nói với các vị về cái ơn của bậc thầy ấy. Đối với những người Phật tử như các bạn thì nhìn nhận cái ơn của bậc thầy tâm linh nó khác với những người thầy tu như các thầy. Đối với những người Phật tử ở đời, ta mang ơn thầy cô ngoài đời và ta mang ơn sư phụ ta, người mà quy y cho ta, tác thần cho ta thần Phật tử, cái người mà bố trí xe, những chuyến xe hoàng pháp chở ta về từ đêm hôm qua, những cái người mà thức khuya thức hôm lo chỗ cho ta ngủ, lo cơm cho ta ăn, lo chỗ cho ta ngồi nghe giảng sáng hôm nay. Cái ơn của bậc thầy tâm linh về các vị thường là chỉ dừng lại ở đó. Ta vẫn mang ơn, bởi vì nếu không có những người thầy như thế, có thể đời này ta không thể tắm mình trong giáo pháp của Phật, không thể nghe được những đạo lý cao siêu giúp cho ta hạnh phúc, giúp cho ta sống bình an. Nhưng thầy muốn nhấn mạnh đến cái ơn của những người thầy, người thầy tâm linh đối với người tu như các thầy. Những người tu như các thầy mà khi đã vào chùa thì cái bậc thầy sư phụ của mình đó, họ vừa là cha, vừa là mẹ, vừa là thầy, vừa là tổ, vừa là bạn, vừa là tri kỷ trong cuộc đời. Lo cho ta từng miếng cơm manh áo cũng là thầy. Lo cho ta từng cái kiến thức định hướng cho ta trưởng thành lớn lên cũng là thầy. Dạy dỗ ta, chăm sóc ta như người mẹ, nghiêm từ với ta như người cha, và định hướng cho ta như một người thầy. Cái ơn đó lớn lắm. Cho nên thầy mới nói rằng là kính lạy thầy. Thầy là những bậc chân nhân khai sáng cuộc đời con, ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ơn sư muôn kiếp khó đáp đền. Sinh con ra là cha mẹ, nhưng dạy dỗ con nên người là thầy. Thầy đã dạy cho con trưởng thành hữu ích cho đời cho đạo. Thầy chỉ lối cho con về với chân tâm Phật tánh. Thầy đã chấp cánh cho con sải cánh giữa cuộc đời. Kính lạy thầy, chúng con càng lớn khôn, càng trưởng thành, càng va chạm với cuộc đời, mới càng thấu hiểu những hy sinh cao cả, tâm hồn vị tha của thầy, mà đời này chúng con có phúc duyên quy ngưỡng. Thầy đã dìu dắt con sải bước tung tăng trên con đường cao rộng. Thầy đã tác thần cho con thành người xuất gia đúng nghĩa. Thầy đã truyền trao và nuôi lớn giới thân huệ mạng trong con, mở ra cho con những chân trời bao la để những cánh chim bằng mặc tình cung cảnh. Cho nên thầy đã cảm tác mà nói rằng thầy như ngọn đuốc âm thầm lặng lẽ tự đốt mình để soi sáng lối con đi. Hôm nay trong cái buổi lễ này thầy muốn nhấn mạnh về bậc thầy tâm linh của các vị. Bậc thầy gần nhất của các vị là ai ạ? Thượng tọa trụ trì. Thầy muốn nói về thượng tọa trụ trì một chút. Thầy được biết thượng tọa đi vắng nhưng mình nói xấu cũng không sao. Bậc thầy nào cũng đáng cung kính, bậc thầy nào cũng đáng cho ta ngưỡng vọng,
Nhưng hôm nay trong cái chùa Hoằng Pháp này, trong cái khán đường này, thầy muốn nói với các bạn về bậc thầy tâm linh của các bạn, Thượng Tọa Thích Chân Tín. Thầy nói rằng đối với thầy, thầy nhìn nhận của thầy thì Thượng Tọa trụ trì, bậc thầy tâm linh của các bạn trước hết là một cái tấm gương của một bậc tu hành đạm bạc, giản đơn và hiền từ. Có bao giờ từ ngày các bạn biết đến chùa Hoằng Pháp, các bạn thấy Thượng Tọa trụ trì nổi nóng chưa? Chưa hề, phải không ạ? Thầy cũng chưa từng gặp, cho dù thầy đã gặp nhiều lần, gặp nhiều lần Thượng Tọa, nhưng chưa bao giờ thấy gương mặt Thượng Tọa bày tỏ sự tức giận. Chỉ có nụ cười hiền từ thôi, nói gì cũng nói từ từ, chậm chậm. Cho nên cho dù ta có đi đâu, ta có gặp những người thầy nào đó, cho dù không còn đứng đắn chăng nữa, có khi trong cuộc đời ta gặp những hình ảnh đập vào mắt ta, làm cho ta không đủ đức tin nơi Tam Bảo, thì ít ra ta còn có một đức tin, ít ra ta còn có một người thầy ở nơi ngôi chùa này này, đủ cho ta nương tựa và gửi gắm hết đức tin cho thầy. Cuộc đời cho dù nó có xạo trá điêu hoa, cuộc đời dù có nhiều lừa lọc hơn thua, nhưng ít nhất ta còn có một nơi để cho ta gửi gắm đức tin, đó là chùa Hoằng Pháp, là thầy trụ trì chùa Hoằng Pháp, là bậc thầy tâm linh dẫn dắt ta, vững cho ta đức tin. Các bạn có đồng ý không ạ? Tấm gương thứ hai về thầy tâm linh của các bạn, thầy muốn nói trong buổi sáng hôm nay, đó là một tấm gương sinh động về lòng hiếu. Xưa nay ta cứ nói về chữ hiếu, ta cứ dạy Phật tử chữ hiếu, biểu Phật tử đến ngày Vu Lan này đến chùa cúng dường để cầu nguyện cho cha cho mẹ, vì các thầy cũng có cha mẹ vậy. Có Đức Phật, ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên và một số vị, ngài Từ Hiếu, Khe Sơn chùa Từ Hiếu, là ngài Tấn Thiên Nhất Định, một đời vì mẹ mình bị cái bệnh lạ lắm, phải ăn cá tươi mới sống được. Mỗi ngày ông sư đi về chợ Bến Ngự, xách con cá lên cào vậy nấu cháo cho mẹ ăn. Thiên hạ dèm pha ông thầy tu gì mà kỳ cục, cái xách cá về nấu cháo. Ông chấp nhận mọi cái lời đàm tiếu của cuộc đời để tròn chữ hiếu. Và sau này khi câu chuyện đó lan truyền ra khắp nhân gian, người ta lại càng thiết tha xót xa, càng kính ngưỡng ngài hơn. Vua Khải Định nhận ngài làm thầy, lấy đặt tên cái ngôi chùa, cái am trên đó xây thành ngôi chùa, gọi là chùa Từ Hiếu là vậy. Và gần nhất, cái bức hình, cái đoạn phim của thầy tâm linh của các bạn đang du hành, đang du hóa ở Mỹ, nghe tin mẹ mình 100 tuổi, vội vàng trở về, ngồi trên máy bay, lòng cảm thấy như ngàn vạn mũi dao đâm vào trong trái tim. Về đây quỳ bên mẹ mình, phụ phục túc trực bên mẹ suốt những ngày tang lễ. Rồi ngày đưa tang mẹ, thầy học theo Đức Phật, đưa vai mình vào để gánh cái quan tài của mẹ bước đi. Có cảm động không ạ? Có xem hình ảnh đó không ạ? Cảm thấy thế nào ạ? Có tự hào không ạ? Có đáng kính không ạ? Và đó là tấm gương hiếu, tấm gương hiếu sáng ngời mà các bạn tự hào rằng bậc thầy tâm linh của mình đã là tấm gương đó. Và các bạn là những người đệ tử của chùa Hoằng Pháp, đệ tử của Thượng Tọa trụ trì, thì hãy khôn hồn học theo tấm gương hiếu đó cho thầy. Và đây là tấm gương thứ ba về cuộc đời, về hình trạng của bậc thầy tâm linh của các bạn mà thầy muốn nói. Ít nhiều gì đó trong cuộc đời này, con người ta cũng thường có thể ta sẽ bị sợ hãi trước những cái thế lực của cuộc đời, hoặc là ta cảm thấy giận dữ trước những cái thị phi của cuộc đời. Nhưng mà thầy nói rằng thầy trụ trì chùa Hoằng Pháp, bậc thầy tâm linh của các bạn là một tấm gương sáng về tinh thần vô ý, tức là không sợ hãi, tinh thần tự tại trước thị phi. Các bạn có theo dõi cái chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ vừa rồi không?
phỏng vấn thầy Thượng tọa Chân Tịnh khi sang Mỹ để đặt đá xây dựng chùa Hoằng Pháp ở chi nhánh Hoa Kỳ. Bị người ta biểu tình, người ta chửi bới, người ta phỉ báng. Khi hỏi thầy thì thầy nói, người ta tuyên bố đấu với thầy đó, thầy sẽ làm sao? Thầy nói không, đấu thì thầy thua, thầy nhận thầy thua. Và khi người ta nói thầy, người ta dùng những cái lời mạt sát thầy, thì thầy nói rằng là bản thân thầy là học trò, là đàn em của các vị đó. Cho nên nếu như mà lỡ như các vị đó có nói vậy thì chắc là họ nói đùa thôi. Chứ thầy nghĩ rằng các vị đó không bao giờ lại dùng những lời lẽ đó cho đàn em của mình. Đó là một cái tinh thần của một người chân tu, của một người không có sân si trở những thị phi của cuộc đời. Và đặc biệt hơn, nói điều này một chút xíu, trong cái giai đoạn mà nóng hổi nhất của đất nước, rất nhiều cuộc biểu tình nổ ra trong vòng mấy tháng trước, tăng ni rất nhiều người không ai dám nói ra quan điểm của mình. Thượng tọa trụ trì dám nói ra quan điểm của mình trước những áp lực của thế cuộc, của cuộc đời, của chính quyền. Thầy vẫn là người vô ý trước sức mạnh của thế quyền, dám nói ra quan điểm của mình. Việc trước câu hỏi của sinh viên là thầy cho chúng con lời khuyên, trước hiện tình đất nước thì có nên biểu tình hay không? Cái câu trả lời của thầy đó thực sự làm cho hàng vạn tăng ni phải trong lòng thán phục, cho dù không mấy người dám nói ra. Bản thân thầy là người thán phục, là chia sẻ về trang cá nhân của mình cái bài chia sẻ đó. Thầy nói như vậy để nói rằng bậc thầy tâm linh của các vị là tấm gương sáng về tinh thần vô ý trước những cái thế lực của cuộc đời, là tấm gương sáng về cái tinh thần tự tại, không có sân si trước những thị phi của cuộc đời. Và bây giờ thầy chỉ còn khoảng hơn 15 phút nữa, thầy muốn các bạn thay đổi không khí, chúng ta sẽ cùng nhau hát một bài nào. Xin bộ phận kỹ thuật cho thầy bài hát Tình Thầy Bao La. Chúng ta sẽ cùng nhau hát karaoke nhìn lên màn hình. Bài hát này là bài hát Tình Thầy Bao La và thầy là người sửa nhạc, sửa lời. Vâng, xin thầy cho qua slide thứ hai ạ. Tất cả cùng hát và vỗ tay nào, vỗ tay theo nhịp nhá. 2, 3. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni. Con luân quanh ngàn ngâm dạy con thoát cơn mê mờ, đời con có nay nương nhờ Phật muôn kiếp con tôn thờ. Thầy là bóng cây yên lành, theo thầy dù gian nan không đổi thay. Thank you.
Thầy ơi nói sao cho vừa, tình thầy như mây thành mưa. Ta gửi lên để hiến tặng những bậc thầy tâm linh trong cuộc đời của mình. Thầy còn hơn 10 phút nữa. Thầy vừa mới trình bày với các bạn ba con thuyền đưa ta đi giữa biển dông trong cuộc đời này. Con thuyền thứ nhất là cha mẹ ta đưa ta vào cuộc đời và giúp cho ta lớn khôn. Con thuyền thứ hai là con thuyền của những người thầy, người cô trong cuộc đời truyền trao cho ta kiến thức. Tại sao lại ồn ào như vậy? Cuối giờ còn thêm một bài nữa mà. Và người thầy thứ ba là người thầy tâm linh đã truyền trao cho ta giới thân huệ mạng và chỉ cho ta con đường nào để cho ta vững bước tránh xa những hầm hố cạm bẫy trong cuộc đời. Và đây là con thuyền thứ tư, con thuyền Titanic. Con thuyền này là con thuyền tất cả những ân nghĩa trong cuộc đời này mà ta mang lấy. Đó là tất cả những người trong cuộc đời này mà ta mang ơn. Đó là tất cả những người trong cuộc đời này mà ta gặp gỡ cho dù ta chưa từng thọ ơn. Đó là tất cả những người trong cuộc đời này mà vô tình ta ghét hoặc họ ghét ta. Và đó là tất cả những khó khăn, những khổ đau trong cuộc đời này mà ta gặp phải. Vì sao đó là những con thuyền? Vì sao đó lại là ân nhân? Thầy xin chia sẻ như thế này để các bạn thấy. Những người mà ta mang ơn có nhiều không ạ? Cực kỳ nhiều, không phải chỉ có thầy cô cha mẹ đâu. Trưa nay khi các bạn ăn bữa cơm quá đường ở chùa Giác Ngộ của thầy đó, thì thường có hướng dẫn cái pháp môn thiền ăn. Thiền ăn là sao? Tức là ta nhìn sâu vào trong cái bát cơm ta ăn, ta sẽ nhìn thấy rõ những ân đức của cuộc đời ban cho ta. Hạt cơm mà ta nhai, ta chỉ thấy hạt cơm. Người nào có tuệ giác nhìn sâu trong bát cơm sẽ thấy thấp thoáng đâu đây bóng hình của người nông dân đang mồ hôi thấm thoát như mưa ruộng cày. Ta nhìn trong hạt cơm trắng đó, ta thấy có cái người đổ mồ hôi ở trong nhà máy xay gạo. Thấy không ạ? Nhìn cho sâu sẽ thấy. Ta nhìn trong hạt gạo, ta sẽ thấy áng mây trời. Ta sẽ nhìn thấy từng cái cơn mưa, từng cơn gió. Ta thấy được lúa chiêm lấp ló đầu bờ, hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên. Ta nhìn cho sâu vào trong cái cọng rau ta ăn, ta sẽ thấy từng con sâu, nếu như vô tình nó lọt vào, ta gắp ra. Quan trọng hơn không phải là thế, mà ta nhìn thấy cả vườn rau, ta thấy cả cô gái gánh nước tưới rau, ta thấy cả cụ già lom khom mang rau ra chợ, ta thấy cả những người dưới bếp suốt ngày quần quật dưới bếp mồ hôi nhễ nhại để cho ta bát cơm ăn. Tất cả những ân đức đó trong cuộc đời Đức Phật gọi là trùng trùng ân nặng mà ta may mắn thọ nhận nó. Không những là những người ta mang ơn mà cả những người ta gặp gỡ trong cuộc đời. Người xưa nói đó, có cùng tu chung 10 kiếp thì mới có thể ngồi chung trên một chuyến đò. Có cùng tu chung 100 kiếp mới mong kết duyên làm chồng làm vợ. Mình đó, có ngồi cũng như ngồi chung chuyến đò mà ngồi chung giảng đường. Hôm nay này chắc cũng tu chung 5-7 kiếp, vài chục kiếp. Và tất cả những ân đức đó Đức Phật dạy hệ là có mặt trong cuộc đời thì ta mang nợ vô số người. Tất cả những ân tình đó như những con thuyền đưa ta đến với cuộc đời. Không những là những người mà ta gặp gỡ, kể cả những người ghét bỏ ta. Trong kinh Lương Hoàng Sám Đức Phật dạy như thế này: những cái người mà ghét ta trong đời này không phải ai hết, đó chính là những người đã thương ta nhiều lắm mà vì ta phản bội họ, ta phụ tình họ, cho nên họ mới căm ghét ta.
hai người tạt axit nhau thường là thương nhau dữ lắm. Vì nó phụ tình ta cho nên ta mới trả thù nó. Hai người mà đã từng thề non hẹn biển sống chung đến đầu bạc răng long, ấy thế mà đầu chưa bạc răng chưa long thì đổ xăng đốt nhau. Tất cả những cái oán đối trong cuộc đời mà có là vì thương nhau. Cho nên ai ghét ta càng nhiều thì biết rằng họ đã từng thương ta nhiều lắm. Ta ghét ai nhiều chừng nào thì ta thừa biết ta đã từng thương họ nhiều lắm. Cho nên thương và ghét thực chất là một. Và hơn hết là những khó khăn trong cuộc đời, những đau khổ trong cuộc đời này. Ta sợ đau khổ và ta đi tìm hạnh phúc, nhưng mà ta không biết rằng đau khổ là chất liệu xây dựng nên hạnh phúc cho đời ta. Sinh tử là nơi ta bỏ chạy, niết bàn cực lạc là nơi ta hướng về, mà ta không biết cái niết bàn kia, cái cực lạc kia đã được xây dựng từ chất liệu của thế gian đau khổ này. Ai đã từng mà đói quằn quại mấy ngày không có ăn thì mới hiểu hạnh phúc như thế nào khi được ăn một tô bún bò, phải không ạ? Ai đã từng bị rét mướt run cầm cập thì ta mới thấy hạnh phúc khi mặc vào một cái chiếc áo, quàng vào chiếc khăn gió ấm. Kính thưa quý vị, dường như thời gian buổi nói chuyện của thầy đã hết. Hôm nay thầy có dịp về đây, thầy chia sẻ với các bạn cái đề tài là những chuyến đò ngang. Và thầy đã trình bày với các bạn nhân ngày hướng về ngày 20 tháng 11. Đó là những chuyến đò ngang trong cuộc đời đã đưa ta, chiếc đò của cha mẹ đưa ta từ không mà thành có, đưa ta từ cõi hư vô bước vào cuộc đời này, nuôi cho ta lớn khôn, giúp cho ta trưởng thành. Chuyến đò thứ hai là chuyến đò của những người thầy, người cô truyền trao cho ta kiến thức, đạo đức trong cuộc đời. Chuyến đò thứ ba là chuyến đò của những người thầy tâm linh chỉ cho ta biết đâu là đạo đức thân cao, đâu là nơi bình an, đâu là nơi hố hầm của tội lỗi. Và chuyến đò thứ tư là chuyến đò của tất cả những ân đức trong cuộc đời này mà ta đón nhận nó. Chúng ta còn 15 phút cuối. 15 phút này là 15 phút hỏi đáp giống như yêu cầu của ban tổ chức. Và sau 15 phút hỏi đáp sẽ là 5 phút hát bài hát chia tay. Vâng, phần hỏi đáp xin phép được bắt đầu. Tất cả các câu hỏi của các bạn nêu cho thầy về tất cả các lĩnh vực Phật Pháp và kể cả toán lý hóa, văn sử địa, giáo dục công dân, các bạn đều được tự nhiên nêu lên. Rồi, bạn nào giơ tay là có câu hỏi cho đại diện sư nhỉ? Đó là ô một bạn nữ rất là tuyệt vời, xin mời bạn ạ. Xin mời bạn đặt câu hỏi cho đại diện sư nhỉ? Lúc nãy con có nghe thầy giảng là những cái người mà người ta ghét mình là người ta rất là cần, trước đó là người ta cần rất là thương mình, hoặc là những cái ai đó thì người ta thì mình cũng có tự thương rất là nhiều, nhưng mà có một số người là mình chưa tiếp xúc với họ, mình chưa nói chuyện với họ, nhưng mà tự nhiên người ta ghét mình thì mình cái đầu tiên thì cái đó là lý do gì? Bạn đó đang muốn nói là cái bạn trai mà nhìn mặt bạn đó mà ghét từ đầu đó. Như thế này này, Đức Phật dạy rằng trong muôn kiếp sinh tử luân hồi đó, cuộc sống của mình không phải chỉ mới bắt đầu từ khi ta lọt lòng mẹ đâu, mà nghĩ rằng là ta chưa từng gặp họ. Đức Phật dạy rằng từ trong muôn kiếp luân hồi, tất cả mọi người đều ít nhất một lần là cha là mẹ của nhau. Trong muôn triệu kiếp đó, ta đã bao nhiêu lần phụ bạc họ, ta đã bao nhiêu lần làm cho họ thất vọng. Cho nên nếu như đời này ta chưa gặp họ mà họ ghét mình ấy, tức là nhìn cái mặt thấy ghét ấy, thì điều thứ nhất ta phải xem lại mình. Bởi vì Đức Phật dạy tâm sinh tướng, cái tâm thế nào nó sẽ phát ra cái tướng như thế. Nếu như đời này mà cái mặt ta ai nhìn cũng thương, ai nhìn cũng mến, thì biết rằng thứ nhất nhân quả đời trước ta đã sống rất là dễ thương. Thứ hai là đời trước ta thường xuyên dâng hương, dâng hoa, cúng Phật.
ca ngợi những người đẹp, ca ngợi những người tốt, thì đời này mặt ta nhìn giống như cái đóa hoa. Và quan trọng nhất, để có gương mặt nó sáng ngời như hoa hậu, đẹp, thánh thiện, thì người đó, đó là sự kết quả của nỗ lực thực tập cái tâm yêu thương, tâm từ. Nếu đời này bạn chỉ gặp một người duy nhất đó nó ghét mình thôi, thì biết rằng mình với nó từ nhiều đời chắc có ân oán gì đây. Đời trước chắc là mình đã từng phản bội nó hoặc là bỏ nó mà đi. Sao em bỏ anh đi, anh nào có tội tình gì chẳng hạn. Còn nếu đời này mà nhiều người gặp ta mà cảm thấy không có thương nổi ta, nhìn cái mặt là muốn ghét, thì hãy xem mình, biết rằng nhân quả mình đã gây tạo không chưa có ok lắm. Mình đã chưa thực tập tâm yêu thương, mình đã chưa thực sự dễ thương trong ứng xử, chân thành trong ứng xử, thì ta hãy thay đổi ngay bây giờ, thay đổi ngay vào cái quả hiện tại này, thì chỉ một nửa đời sau ta sẽ thấy gương mặt ta sẽ thay đổi, không cần đi thẩm mỹ viện đâu. Cho bạn vừa rồi. Và bạn nào cũng có câu hỏi nữa không ạ? Giờ là bạn nam đến giơ tay lên nè. Xin mời bạn đứng lên cho mọi người cùng thấy và bạn đặt ra câu hỏi. Nam mô Phật Tổ Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ con chào thầy ạ. Thầy ơi, thì tiếp theo cái lời của bạn nữ vừa nói thì ví dụ như bây giờ hiện tại thì con cũng đang ghét một người hoặc là hai người, thì thầy ơi, như vậy thì con có nên là con không ghét người đó nữa và mình yêu thương người đó? Con cảm ơn. Con hỏi lại đi. Ví dụ như bây giờ hiện tại thì con có đang ghét một người hoặc hai người, thì con có nên là không ghét người đó nữa và yêu thương người đó để mất tổn thương không? Vâng, cảm ơn bạn. Vâng, một câu hỏi rất là dễ thương. Bạn ngồi xuống đi để nghe thầy chia sẻ. Cuộc đời á, sự thực cuộc đời nó ngắn lắm các bạn ạ. Nó là 100 năm nhưng thực chất là khoảng 70 năm thôi. Mà nói 70 năm có khi có 50 thôi, mà nhiều khi 30. Ta không biết ta chết khi nào. Cho nên ấy, nếu như mà bỏ được, ta lỡ ghét ai mà vì một lý do gì đó mà ta chưa thể nào chuyển hóa tâm mình để mà thương được họ đó, thì đành cắn răng, tức là nỗ lực mà lực bất tòng tâm thì không nói làm chi. Còn nếu tha thứ được thì nên tha thứ, bởi vì nếu ngày mai ta chết, ta mang theo cái oán ghét đó theo mình thì thêm khổ thôi. Có một câu chuyện ngắn như thế này. Có một cái ông đó, ông mới 35 tuổi, ông ấy bị tai nạn xe, ông chết và xuống địa ngục gặp Diêm Vương. Diêm Vương hỏi: 35 năm ông sống trên đời, ông đã làm bao nhiêu việc phước, bao nhiêu việc tội, thương bao nhiêu người, ghét bao nhiêu người? Ông đó ông nói là: con làm phước ít lắm, làm tội nhiều vì con nghĩ còn trẻ mà. Con ghét nhiều người lắm vì con nghĩ là ghét ít năm rồi hết ghét, sau này thương sau cũng được. Thì ai ngờ là Diêm Vương bắt cóc con nhân thế này. Lẽ ra mà ngài bắt cóc con xuống địa phủ thì ngài phải báo cho con. Bây giờ điện thoại di động thiếu gì, Zalo, Viber nhắn cho con một cái. Diêm Vương đã nói thế này nhé: ai bảo là ta không báo cho ngươi? 35 năm ông sống giữa đời, ông chứng kiến bao nhiêu cái chết. Hôm nay cha mẹ người thân ngươi chết, ngày mai xóm làng ngươi chết, ngày kia tình địch của ngươi chết. Có người đi nhậu về nửa đêm trúng gió chết, có người đang ngủ đột quỵ chết, có người đi ăn cắp bị đập chết chẳng hạn. Bao nhiêu cái chết xảy ra trong cuộc đời là những cái lời nhắn ta nhắn cho ông. Tại sao bảo là ta chưa nhắn? Cho nên cuộc đời ta thấy vậy chứ không biết chết khi nào. Hãy mở lòng mình ra để yêu thương được chừng nào tốt chừng đó. Tâm từ mà mở ra thì khổ đau sẽ khép lại. Cuộc đời này sẽ vô cùng sa mạc, cằn cội. Nếu như ta gặp ai ta cũng ghét, mặt ta sẽ như một cái bãi xương rồng. Cho nên thầy chân thành khuyên bạn, tha thứ được cho ai thì gắng mà tha thứ.
bạn sẽ hỏi thầy làm thế nào để tha thứ được. Câu trả lời là quên đi cái xấu của họ mà hãy nhìn cái tốt của họ thì con sẽ thấy họ đẹp. Hãy nhìn vào một cái ly này này, đẹp như thế mà bị sứt một cái, ta đừng có nhìn cái chỗ sứt này, lấy cái tay che lại thì cái ly nó vẫn đẹp vô cùng. Do vậy hãy nhìn vào những mặt tích cực của người đó để mà yêu thương, mà trân trọng. Vâng, xin nêu câu hỏi khác nào. Xin cảm ơn các vị giảng sư. Bạn thân mến, khi mình lấy một nắm bụi, mình đứng được gió mình nó lên trời, bụi đó sẽ bay tắt vào mặt của mình, đó là điều hiển nhiên. Ghét một người hay thương một người thì đó là do chúng ta mở lòng hay không mở lòng thôi. Ghét một người chắc chắn mình sẽ rất là buồn, rất là khó chịu, thêm gì là nơi bỏ với nó buồn lắm, khổ lắm. Mình sẽ thôi ghét gì thương đi ha. Và một câu hỏi cuối cùng là một câu hỏi cuối cùng dành cho bạn nữ này. Dạ, con chào thầy và các bạn. Thì con có một câu hỏi thắc mắc là có phải là mỗi kiếp của mình đều có một số phận đã được định sẵn và mình sẽ phải đi theo con đường đó, hay là mình có thể tự quyết định được cuộc đời của mình, được cái kiếp đó của mình? Hay quá. Mình có thể, với lại mình không biết được là cái nghiệp kiếp trước mình đã tạo ra nhiều như thế nào, thì kiếp này như thế nào để mình trả được những cái nghiệp đó? Hay quá, câu hỏi hay nhất trong này. Còn bao nhiêu người trong đây đã từng ưu tư câu hỏi tương tự như thế nào? Giơ tay cho thầy xem. Wow. Vâng, xin cảm ơn các cánh tay chân thành. Bây giờ như thế này, các bạn im lặng cho thầy. Thầy trả lời câu hỏi của bạn cũng là câu hỏi chung của tất cả mọi người. Có phải ta sinh ra trong cuộc đời có một số phận định trước không? Có phải là làm thế nào để ta biết được đời này, kiếp trước ta đã gieo những nhân quả thế nào để đời này mà mình phải trả nó, đã loại là như thế? Thì thầy xin trả lời với bạn như thế này. Người xưa theo cái quan điểm của nhân gian, họ cho rằng đó có một cái khái niệm, đó là số phận hay là định nghiệp. Mà nó theo truyện Kiều của Nguyễn Du là đã mang lễ nghiệp vào thân cũng đừng trách lệnh trời gần trời xa, phải không ạ? Nhưng mà nhà Phật thì không nói vậy. Nhà Phật thì quan niệm rằng ta là ông chủ của đời ta, tu là chuyển nghiệp, ta có thể làm chủ được đời mình. Tuy nhiên mở ngoặc một phần nào đó thôi, không phải tất cả đâu. Đó là sự thực. Ta không thể chọn nơi ta sinh ra, bởi vì đó là cái nhân quả từ nhiều đời nó chi phối. Nhưng ta có quyền chọn nơi ta trưởng thành, cống hiến và chết đi. Đó là ta làm chủ đời ta. Ta có cái câu là không có việc gì khó hả? Chỉ sợ tiền không nhiều, lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên, đúng không? Thầy đố các bạn muốn làm tổng thống Mỹ, các bạn làm được không? Bây giờ không làm được, nhưng nếu các bạn muốn, các bạn gieo cái nhân từ bây giờ vài trăm kiếp nữa chắc cũng làm được. Cho nên ta là ông chủ của đời ta, là nói trong cái dòng luân hồi vô tận, ta có quyền phát nguyện làm Phật còn làm được nữa, làm tổng thống. Nhưng mà thời gian không phải chỉ một kiếp ngắn ngủi này đâu. Ta sinh ra trong cuộc đời này, người xưa nói nửa đời đầu là ta thừa hưởng thần quả của muôn kiếp trước, của các kiếp trước. Nửa đời sau là ta thừa hưởng thần quả của đời này. Muốn biết nhân quả những đời trước thế nào thì người xưa có cái câu này: muốn biết nhân đời trước hãy xem quả đời này, muốn biết quả đời sau hãy xem nhân hiện tại. Đời này sinh ra mà ta bị sứt môi, ta bị xấu xí là biết rằng đời trước tâm ta hung dữ, ta không biết yêu thương, thậm chí ta làm tổn hại nhiều người. Nhưng thay vì cứ phải trách lệnh số phận, suốt ngày nằm co ro ôm mình như con tôm để dằn vặt, thì ta hãy làm lại đời mình, xây dựng những cái hạt nhân ngay trong đời này
để cuối đời này và những đời sau ta hạnh phúc. Ta đừng có quá ảo tưởng rằng là ta hoàn toàn làm chủ được đời mình. Không phải vậy. Trong cuộc đời sẽ có những việc ta thấy dường như ta không vượt thắng được cái số mệnh của mình. Ta sẽ có cảm giác vậy. Bởi vì sao? Cái quả nó đã trổ rồi. Cái quả ta gieo nhiều đời giờ nó đã đủ duyên, nó trổ rồi. Và ta chỉ mới gieo cái nhân hiện tại, nó còn non nớt, nó không thể chuyển hóa được. Đức Phật đã ví von cái nhân quả thiện ác trong nhiều đời qua cái hình ảnh này này. Nếu như thầy có một nắm muối, thầy bỏ vào trong một cái bát nước, thì bát nước đó nó mặn, và có uống được không ạ? Không uống được. Nhưng nếu như thầy đi gánh thêm 3 thùng nước thầy đổ vào, thì cái xô nước đó nó sẽ loãng ra, thầy có thể uống được. Còn nếu như thầy bắt một cái vòi nước máy, thầy xả vào một ngày một đêm, thì cái nắm muối đó dường như không tồn tại. Đời này có thể ta đã có một nắm muối, nhưng mà nỗ lực của ta là dẫn thêm nước vào cho nó loãng cái hồ nước đó ra. Ta hoàn toàn có thể thay đổi được số mệnh đời mình. Nhưng mà đừng có phải khi nào cũng nghĩ rằng hệ mà ta muốn là được. Hãy cứ làm đi, đến khi nào đủ nhân đủ duyên thì quả sẽ trổ. Ta cứ sống ở Việt Nam, ta muốn làm tổng thống Mỹ thì trước hết ta phải không ngừng gieo nhân duyên để giàu có, giúp đỡ nhiều người để muôn đời sau ta nói ai cũng nghe. Đó là cái nhân của quyền lực. Ta giúp đỡ nhiều người để đời sau ta nhiều tiền, đó là cái nhân của giàu sang. Ta phải xin về bên Mỹ, cho nên khi nào cũng phải mơ màng nước Mỹ. Nam mô American, Nam mô American. Đêm mơ Mỹ, ngày thấy hình của Mỹ. Cây cỏ trong sân bao cũng, trong chiêm bao cũng thấy hình nước Mỹ. Cứ mơ màng như thế, 80% chết thì ta sẽ tái sinh về bên đó. Rất nhiều những nhân duyên hội đủ thì ta sẽ được thành tựu cái quyết tâm của mình. Vâng, thầy xin trả lời vắn tắt như vậy. Các bạn muốn hát hay là muốn vấn đáp tiếp nào? Xin bộ phận kỹ thuật cho thầy bài hát Sông Vào Biển nào. Bài hát này cũng sẽ kết thúc cái bài chia sẻ của thầy sáng nay. Tất cả chúng ta sẽ cùng nhau vỗ tay. Bài này rất ngắn cho nên hát 2 lần. Lần thứ nhất là vỗ tay trước ngực. Đoạn thứ hai là vỗ tay cao quá đầu nhá. Bắt đầu cùng hát nào. 2, 3. Em chưa từng thấy biển, em chỉ thấy dòng sông, nhưng có nghe cô kể biển thì rộng hơn sông. Biển thì rộng mênh mông, bao la như biển chân. Đời người như một dòng sông, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông. Nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Vỗ tay quá đầu. Con chưa từng thấy Phật, con chỉ thấy hình thôi, nhưng có nghe thầy kể Phật thì ở trong tâm, Phật thì ở trong tâm, ở trong tất cả mọi người. Nếu ai sống cho riêng mình thì Phật ngủ đi thôi. Nếu ai sống cho riêng mình thì Phật hiện muôn nơi. Con chưa từng thấy Phật, con chỉ thấy hình thôi, nhưng có nghe thầy kể Phật thì ở trong phim, Phật thì ở trong. Xin các bạn hãy thể hiện sự tri ân của mình với bài giảng rất tuyệt vời sáng hôm nay đối với thầy. Các bạn chưa thấy giảng sư với chủ đề chiếm cò ngang trong buổi pháp thoại sáng hôm nay của đại đức giảng sư
đã cho chúng ta được những tiếng cười, những niềm vui và sự an lạc. Những lời pháp này đấy đã thấm sâu vào bản thân của chính con. Không biết các bạn như thế nào? Vì thế chiếc đò đã chở gì, mang gì và để lại gì, đó là cho chúng ta chọn. Hãy mở lòng mình ra, hãy đón nhận và trao cho nhau những tình yêu thương. Và đừng như chiếc đò không tên, đừng như những con đò không bến đỗ. Hãy là chiếc đò có điểm tựa, có bến đỗ. Như vậy cuộc đời chúng ta mới vững chắc được. Và bến đỗ vững chắc đó chính là đường tựa vào Phật Pháp Tăng. Đúng không ạ? Và ngày hôm nay bến đỗ và là nơi chắc chắn nhất các bạn nương tựa, đó chính là vị thầy đáng kính của chúng ta hiện diện trên pháp tòa Đại Đức Thích Quảng Tùng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Bạch Trên Đại Đức Giảng Sư, kính thưa toàn thể quý các bạn trong buổi sáng hôm nay. Thời giờ này buổi pháp thoại đã kết thúc viên mãn. Giờ này chúng con thành kính tri ân Đại Đức Giảng Sư vì lòng từ bi hoan hỷ đã đến nơi giảng buổi chùa Phật Pháp này để có những lời chia sẻ pháp hữu cho các bạn trong khóa tu sinh viên nhất về Phật Pháp của chúng người ba. Hôm nay chúng con thành kính tri ân và vị Hồng Văn Tam Bảo thì từ gia hộ cho Đại Đức Giảng Sư an lạc hạnh phúc và phải là bóng cây Phật Pháp tương lai cho chúng con nương tựa. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày nay chúng con thành kính cung kính Đại Đức Giảng Sư khởi thân cùng toàn thể các bạn cùng đứng dậy để hồi hướng. Các bạn chắp tay trang nghiêm lại và chúng ta hồi hướng công đức này. Nguyện Phật để cung tiện Đại Đức Giảng Sư. Nam